Khán giả có số điện thoại là 0387 và 3 số cuối là 481 ở tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Khán giả có hỏi là có một ao rộng 4.000 m² nuôi cá truyền thống. Tôi hỏi là muốn phòng bệnh cho cá vào mùa đông thì cần phải làm như thế nào và cách xử lý nguồn nước ao ra sao? Vâng, đây cũng chính là câu hỏi mà cũng chính là vấn đề được rất nhiều bà con nuôi cá quan tâm và rất mong là chuyên gia tư vấn kỹ lưỡng trong trường hợp này ạ. Xin chào khán giả, xin chào bà con. Đối với mùa đông ở phía Bắc thì ta cần quan tâm, phía Nam thì không có. Nhưng mà mùa đông thì nó sợ nhất là trời lạnh. Thì cái này đã nói ở trên TV, trên đài, các loại đã nói rất nhiều về cái chuyện phòng bệnh. Cái thứ nhất, nó rất đơn giản thôi, là đối với cá truyền thống thì đặc biệt là cá chép và cá chấm cỏ thì không quan tâm lắm. Nhưng mà riêng rô vi, cá chim trắng, rồi một số loại cá khác, nếu nhiệt độ mà nó xuống thấp quá kéo dài có thể chết. Thí dụ xuống 12 độ thì chim trắng và rô vi chết. Thế bây giờ thế này, tôi nói cho cái thứ nhất là khi vào mùa đông thì khán giả phải đưa cái nước ao ngập lên sâu để giữ được nhiệt độ ổn định, ít nhất là 1m2, cho đến tức là ít nhất 1m2 mà không được 1m5 đến 1m8 là tốt nhất, để đảm bảo cho cả cái khối nước đó. Thí dụ ao của anh là 4.000 m², cả cái khối nước đó nên trời lạnh thì nhiệt độ nó cũng không xuống được ngay. Và khi có độ sâu từ 1m5 đến 1m8 thì khi trời lạnh, trên tầng mặt nó lạnh thì cá nó sẽ chìm xuống dưới tầng đáy. Tầng đáy thì nước đáy bao giờ nó cũng nhiệt độ của đáy ao nó rất là ấm, có thể trên 18 độ thì nó là yên tâm. Đấy là cái thứ nhất về cái cách ao, là ao không được để nông quá, ít nhất là 1m2 là bắt buộc, còn tốt nhất là được 1m5 cho đến 2m, 1m8 cũng được rồi. Đấy là về cái chiều sâu của ao để đảm bảo cho cá. Thứ hai là mùa đông phải chú ý. Cái này là các vị là cứ thấy là cho ăn. Mùa đông khi nhiệt độ xuống dưới 18 độ là giảm cho ăn tới 70%. Xuống 15 độ là ngừng cho ăn hoàn toàn. Đấy, khi phải cái đó là phải nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, nhìn nghe thời tiết. Khi người ta thông báo hôm nay nhiệt độ mai là xuống 15 độ. Mà nhiệt độ lên nhiệt độ nước, chứ còn nhiệt độ kia xuống thì kéo dài ra độ khoảng 1-2 tuần. Nên cái nhiệt độ phải chú ý cho tôi. Xuống dưới 18 độ giảm tới 70%, 15 độ là dừng cho ăn, không cho ăn. Đừng cho ăn, ăn nó sẽ tội. Khi nào nó ấm lên nó sẽ phân hủy làm cho cá, cho nước nó bị ô nhiễm làm cá chết. Đấy là cái bước thứ hai là về kỹ thuật. Cái thứ ba, khi nào cá nhiệt độ nó trên 20 độ thì bắt đầu cho ăn. Cho ăn cũng chỉ bằng một nửa cho đến bằng 30% khi cho ăn bình thường. Thí dụ như phải tính như thế, nó cũng đừng cho ăn nhiều, nó hơn hết, nó chỉ ăn nữa. Và tranh thủ thì cho ăn vitamin C để tăng sức đề kháng cho nó thôi, chứ còn không hoài không có gì. Tức là tôi tóm lại là phải độ sâu nước cho đảm bảo từ 1m5 đến 2m, và cho ăn khi nhiệt độ xuống dưới 15 độ là ngừng cho ăn, dưới 18 độ là giảm đi 70%, và khi nào cho ăn thì cố gắng trộn vitamin C. Chỉ có ba cái điểm đó là quan tâm, là có thể là bảo đảm cho, mà chủ yếu là cá rô phi, cá chim trắng, chứ còn kể cả rô đồng rồi cá lóc nó cũng phải để như thế. Chứ còn cá chép, cá chấm cỏ thì không đáng ngại vì nó chịu được lạnh.